Hello, chúng mình quay trở lại với channel văn Tùng sẽ cấp trung và đến với một dự án đi rừng của Châu Di với các bài Kha quen thuộc. Ngày hôm nay cùng xem xem là Châu Di sẽ có một dự án khủng khiếp như nào anh em nhá. Let's go. Ok, kẻ đấu đi rừng giữa Kha của Châu Di. Jumping Mantis Bắt đầu cùng với đó là Viego Ngọc Tái tổng hợp cho anh em tham khảo thì sẽ là đòn phủ đầu Giày miễn phí Thị trường tương lai cùng với thấu thị vũ trụ Bảng phụ lấy tác độ bất chợt và thật sát tham lam Sát thương thêm cùng với máu Cùng xem xem là với lúc bi này thì Châu Di sẽ phải trải qua một game đấu khó khăn như thế nào Và đã thể hiện khả năng gánh tim ra sao với sát thủ mùa 14 ha Nó mức rank cao thủ anh em ơi Đại cao thủ Viego phía bên kia Thấy là căng rồi ha Núp bi toàn cao thủ với đại cao thủ thôi anh em Thì cùng xem xem là một trận đấu mức rank cao như vậy Thì khan dích của Châu G còn farm mạng được hay không Tua nhanh vào game đấu cho anh em xem nhá Ôi dồi, cái bảng chat gì dày thế ông ơi Có cái bảng chat bên này nữa bro <laughs> Chờ Châu G tắt nhạc rồi mình sẽ lên tiếng in game cho anh em xem sau nhé. Khởi đầu đó là một con pet phong hồ và tiết kiệm 50 tiền à, Mình đã phân tích ở các clip trước của Châu Di rồi cái việc tiết kiệm 50 tiền này giúp cho Khazik ở vòng rừng đầu tiên khi về nhà nó sẽ có được cái dao hung tàn. À, vừa là 50 tiền tiết kiệm từ bình máu không mua, vừa là cái lượng tiền đến từ cái thị trường tương lai gọi là vay nợ đó. Thì khi mà có được cái dao hung tàn ở cái vòng rừng thứ hai thì tốc độ đi rừng của Khazik sẽ rất là nhanh và cái thứ hai nữa là nếu như có cơ hội tấn công sớm với cái dao hung tàn đó thì cũng là một lượng sát thương được bổ sung thêm rất là đáng kể. Thì đây là một cái trích đi rừng của Châu Di mà mình đã phân tích ở các clip trước rồi. Cấp độ 1 đang có một tình huống đánh nhau diễn ra và Bitcrank hình như kéo chúng nhưng mà kéo chúng con Jack đang bật phản công thế là Kai'Sa không vào đam được. Nhưng mà đối phương cũng đã lộ ý định cướp rừng và ít nhất là Bitcrank đã để lại một con mắt ở tại khúc bờ đỏ để xem xem là liệu rằng Viego có muốn đổi rừng hay không. Đối phương cũng là những chất tướng rất mạnh ở cấp độ 1 với Pantheon, Viego, Lucian các kiểu. Nên là đường dưới của mình không nằm xuống đã là một may mắn rồi. Tắt nhạc ha, tắt nhạc trái hát anh em ơi. Vòng rừng full clear từ trên xuống anh em nhé trong hầu hết tất cả những dự án mình làm đều là vòng rừng full clear từ trên xuống trừ khi là đang farm rừng thì thấy cái gì đó nó nó, ngon ngon ví dụ như là một mạng hoặc là hai mạng chẳng hạn <laughs> thì mới xé lẻ cái vòng rừng ra để xuống ganh thôi và thường xuyên là ganh đường dưới anh em nhé còn nếu mà đường dưới không tạo đủ tiền đề trong việc tấn công thì cứ full clear sau bãi tính sau cua cạnh tranh được thì cạnh tranh không cạnh tranh được thì lên cua khác đây là một lối chơi rất an toàn của châu di nó vẫn đảm bảo được cấp độ chỉ số farm trong khu vực rừng và vẫn có được khả năng gánh team với chất tướng Kha'Zix một chất tướng đi rừng có khả năng power farm. Kèo tốt thì là Gwen và Jack, kèo đấu đường giữa là Aatrox đối đầu cùng với Katarina. Đang ly cam xuống đường dưới xem là diễn biến đường dưới như thế nào, chơi hít ra sao, có cơ hội ganh hay không. Đó các bạn, nếu mà đánh những chất tướng đi rừng power farm thì có thể làm một điều tương tự giống như Shouji là cứ full clear trước đã rồi lia cam xuống đường dưới mà full clear thì là từ trên xuống anh em nhé kể cả bên phía đội một hay đội 2 thì đều full clear từ trên xuống cả dừng đối phương đã lấp ló ở khu vực đường dưới rồi sẽ là tình huống ăn vãi người đá trước đá trước bùa đỏ sau anh em nhé nhưng mà dừng đối phương quyết định băng trụ chứ không phải là tình huống di chuyển và cướp rừng Chouji bắt buộc phải có mặt để Kai'sa có thể đó nhận được tấn lính này nhưng đó là một tướng tốc biến đấy từ Pantheon hơi khó để ba đánh ba vì đối phương quá khỏe. Đối phương đánh giữa hai trụ vì chất tướng nhìn hơn quá nhiều và ngưỡng máu của Kai'sa pha đó là quá thấp để có thể PK. Hơi ngập dành cho bộ đôi Big Ranh cùng với Kai'sa rồi đối phương tiếp tục băng trụ con Big Ranh của bên phía team mình và sau đó thì Di bắt đầu xuất hiện ở level 3 e lên rồi sát thương nhưng đối phương có kiệt sức tốc hành chạy hay không? Tốc hành chạy nhưng không biết có chạy được hay không đây anh em ấy khuất xa nhưng đối phương vẫn vào đam được. Vòng rừng không có được bùa đỏ và bộ đôi đường dưới chết chung với khá của châu gì Pan theo Lucian đánh cực kỳ ngợp luôn anh em ạ Ây à Bỏ bùa đỏ lên đường trên để khai thác vòng rừng thứ ừ. hai Và cua trên đường giữa may mắn là có một đường thắng đó là Aatrox Với tình huống solo kill Katarina Nhưng đường trên thì cái kèo quen của với Jack Đang là một kèo mà Jack đẩy đường trước Nhưng mà cua trên này một mình có Jack thì không quá áp lực Jack cũng đã khá là yếu máu rồi bỏ cua lên ganh luôn nhở Gwen đóng băng tân lính và Jack nếu như bấm B về bụi cỏ này cũng sẽ bị lộ vị trí E đánh tay. Chưa đủ sát thương để các bạn cho tôi. Ê... Cắm mắt vào W đây. W chuyển mất rồi. Cắm mắt vào và Jack đứng nhìn. Một quy là có mạng. May quá có cái cánh trên nó gỡ. Hỗ trợ đẩy đường chia kinh nghiệm luôn. Có đường giữa Aatrox solo q và có một Gwen đã mớm được một mạng dành cho Kha'Zix châu di để gỡ lại cái đường dưới. Nó tương đối thua thiệt nhưng có những dấu ping tới từ Atrox là Kata có thể di chuyển ra sẵn sàng một tiếng e chạy anh em nhé chờ cua vào vị trí an toàn rồi bắt đầu kiểm soát cua và chấp nhận là không có bùa đỏ ở vòng rừng đầu tiên và vì không có bùa đỏ ở vòng rừng đầu tiên và không có cua luôn nên các bạn thấy cái lượng tiền nó cũng chỉ đủ để hướng tới hai cái dao hung hai cái uh, trường kiếm thôi hai cái kiếm dài thôi không đủ cái dao hung tàn nhưng mà sau khi giải quyết được mạng của Jack cùng với cua trên thì lại có được vòng rừng hai đó là bãi cóc hai lại tiếp tục phun clear từ trên xuống nếu như Viego chưa cướp bùa đỏ thì bồi đỏ vẫn còn ở đó mà thôi Nhưng mà đánh sâu hư không à Sâu hư không cũng là một bãi quái rừng cộng rất là nhiều kinh nghiệm anh em nhé Đặc biệt là con sâu đầu tiên Sâu thứ hai thứ ba thì có thể cân nhắc bỏ qua nếu mà đối phương áp lực quá nhiều Nhưng con sâu đầu tiên thì nó không có giáp ảo ấy là xử lý cũng tương đối nhanh mà thôi Quyết định ăn sâu hư không đến từ hai thành viên top rừng của team Châu Di Và giữ trừng phạt lại chắc là để trừng phạt con sâu cuối cùng rồi Rách bắt đầu di chuyển ra Khó quá thì mình làm hai con mình té vậy À cho có mặt rồi lại level 5 Có Kata một pha Q sau đó thì e chạy A chóc đang là người bị kẹt lại trong tình huống tấn công đến từ bộ 3 bên phía của team 2 hơi khó cho A chóc lết về được trụ hay không đến tốc biến về nhưng mà rách tiếp tục e vào và A chóc gãy rồi ít nhất là có được hai con sâu không là ổn rồi anh em nhé nếu mà pha sau mà có được ba sâu không thì tốt còn không thì ít nhất là hai sâu không này cũng cản không cho đối phương có được từ năm sâu không trở lên ở ngưỡng sức mạnh năm sâu hư không thì các bạn biết là sức mạnh của đối phương sẽ gia tăng lên rất là nhiều với những con bọ hư không được sinh ra còn đường dưới thì đó là một pha đổi mạng giữa pantheon cùng với kai sa tiếp tục chết tiếp rồi một game mà cái khả năng đi đường đến từ bên phía của team hai đang khiến cho team châu di gặp rất nhiều những khó khăn và tất nhiên là sâu hư không cánh trên một con còn lại thì viego đã xuống để đã lên để kiểm soát big Rank kéo rất tốt và đó là một mạng mạng rampage cho Lucian đổi mạng với big Rank. Ây à da Mạng shutdown dành cho hỗ trợ của team Choji Trong khi đó Lucian tiếp tục có mạng thế này thì Tôi đồ rằng Kai'Sa lại tiếp tục thở oxy sống qua ngày đường dưới đây Và dừng đối phương là một con Viego đang Có một khu đường dưới vượt trội hoàn toàn như vậy Thì đối phương cũng rất là dễ triển khai những tình huống kiểm soát rồng là Sông dưới bây giờ là một cái khu sông mà không nên xuống nữa anh em nhé mày quá đường trên có con Gwen quen... Vừa hỗ trợ Choji trong việc ăn mạng vừa solo kill đường trên đối phương cho ri thì quyết định mua cái gì đây giao hung tàn cùng với ba thanh trường kiếm tầm này biết bắt đầu có dấu hiệu là bỏ cai xa rồi anh em nhé <laughs> uh, thôi thì cai xa chịu khó nhé bạn nhé <laughs> game này thì cái bot nó gọi là hơi hơi nấu no hốp rồi nên là chịu khó uh, đánh thủ để cho big Crank di chuyển lên cánh trên cánh trên uh, với a và quen thì vẫn là những chất tướng đấu sĩ có khả năng carry tốt Dừng cánh trên vẫn còn rất nhiều Xong con cua này thì đã có level 6 với khả năng tiến hóa một kỹ năng nào đó Và cắn bếp đến từ rách trang tàng hình lao ra Chưa kịp tiến hóa kỹ năng thì đã có PK rồi rách đứng kế bên lính để tránh bị cô lập Nhưng rách hết đường về rồi anh em ạ Mạng này cho ai mà thôi Mạng này dành cho Gwen May quá Có cái đường trên đi đường tốt mình lên mình bá vào để Gọi là cùng nhau đi lên Ai ăn mạng cũng được quen hay là Kha'Zix đều là những chất tướng có khả năng carry tốt nên là ai ăn mạng cũng tốt cả Có mạng mà ăn là là tốt rồi anh em ạ Và bắn này thì các bạn thấy là di sẽ tiến hóa vào kỹ năng quy trước anh em nhé Lấy tốc độ đi rừng Sông dưới là một khu vực sông không nên xuống Tại thời điểm này vì xuống mà gặp con Viego đó Thì Cũng chẳng làm được gì nó cả Nào thôi Ưu tiên farm rừng nhà và sau đó thì hỗ trợ cánh trên với Một con quen đang xử lý kèo đấu với Jack cực kỳ ổn sau những tình huống solo kill và sau những tình huống mà Châu Di lên hỗ trợ thì Gwen đã chính thức có một lợi thế rất lớn khung đường trên trước Jack phía bên kia nhưng mà Jack vẫn có được uh, hai mạng hạ gục và cùng xem xem là tình huống phun clear xuống cánh dưới này thì liệu rằng có hỗ trợ được cho bộ đôi đường dưới của mình hay không có những tình huống chúng ta không nên hỗ trợ bởi vì là xuống nhiều khi là chết chung đó giống như cái tình huống ở level 3 đó các bạn xuống là chết chung đó với cái sự chênh lệch về mặt chất tướng đường dưới nó quá lớn đi Xong bãi người đá này là có chiêu cuối nha Máy quét cũng có luôn Ở mùa này thì Khazik không lên cái kiếm âm u nữa Nên là việc hướng tới một cái Máy quét Là điều mà Châu Di đã hướng tới Ở những giao án mùa 14 của mình Còn trước đấy mùa 13 thì Lên kiếm âm u sớm nên là cũng không cần phải lên cái máy quét luôn Pha này thì bot đối phương đã rút lui rồi Không biết là đối phương có thông tin gì mà Lại đánh nhung ở cái tơ lính này bóp đối phương đã rất xanh và với tình huống Big Crank di chuyển phá mắt bụi cỏ chạc ba thì bóp đối phương chắc là cũng biết là có con Khazik ở đây rồi. Ơi, chứ đối phương không biết thần đấy. Big Crank đã kéo trượt ở Kai'Sa R tạo giáp và sau đó là một pha vòng ra phía sau tấn công với mạng dành cho Big Crank. Trời ơi. Kata lao vào nhặt phi dao xoay bông sen tử thần, sát thương liên tục đến từ bông sen khiến cho Big Crank lên bảng. Một đổi hai rồi. Kata di chuyển và Atrox không di chuyển theo được. Còn ở khu vực đường trên thì may mắn là sự xuất hiện đến từ Vigo không khiến cho Gwen phải nằm xuống. Rất tiếc mạng lại tiếp tục thuộc về cho Big Rank, chứ không phải là những carry của bên phía team 1. Có rất nhiều những ván đấu mình làm về Châu Di thì các bạn thấy là khởi đầu cực kỳ thuận lợi. Đó là những vòng rừng full clear mặc dù là không có mạng nhưng mà lại có được... Uh... Cái vòng rừng nó trọn vẹn những bãi quái rừng. Hay là có những ván đấu mà đánh xuống đường dưới ở vòng rừng đầu tiên thì lại có mạng. Nhưng mà ván này là một ván rất là khó khăn ha. Thì bá vào cánh trên uh, với màu quen đang xử lý kèo đấu tốt để comeback. Wen kích tốc hành lên nhưng mà Wen chưa hồi chiêu chu cuối, rách làm choáng khiến Wen không vào được sát thương. Viego vẫn có thể rút lui về được với tuyệt mệnh với một chấm máu luôn. Pantheon cũng đã trời sập lên khu cánh trên để giao tranh sâu hư không thứ hai. Và Atrox đang là người bị tấn công liên tục. Một pha kéo tốt tới từ Big Grand khiến cho Katarina bị cô lập và mạng thứ hai thuộc về cho Wen. Jack đang là nạn nhân thứ ba trong cuộc tấn công này. Jack đi rồi. Wen có được gặp một kill. Rất tốt, đây là một tình huống đổi chác mà rõ ràng là các thành viên bên phía của team Chouji là những người có được lợi thế. Mặc dù chỉ kiểm soát được một con sâu không cuối cùng ở đợt sâu không thứ hai. Nhưng mà lại có được ba mạng trong đó có một cú đắp kill rơi vào tay của Wen và một mạng rơi vào tay Khazix nữa. Đường dưới thì Kai'Sa vẫn đang bị Lucian đấm tương đối thốn. Và Kai'Sa đã bị Lucian solo kill. Hơi ngợp cho Kai'Sa rồi. Vì ván này đánh ở mức rank rất là cao nên các bạn thấy là các player người ta xử lý kỹ năng cá nhân cũng rất là tốt. Quyết định của Châu Di cho lần về nhà trước đó thì các bạn thấy là có một cái dìu tia mát. Đây là một trang bị giúp cho cái khả năng dọn rừng của Khazix nhanh hơn, đặc biệt là ở những bãi quái rừng đa mục tiêu. Và vừa rồi Big Rank xuống đường dưới nhưng tôi không biết lý do vì sao mà con Lucian một máu như thế nó vẫn có thể giết được con Big Rank anh em. Ác vậy. đi toàn đại cao thủ xử lý ghê thật sự đấy. Cai lăn ra chết liên tục Còn đứng giữa thì sẽ có những áp lực ramming tới từ hỗ trợ đối phương Nhưng mà mid lúc này thì cũng có lẽ không cần phải xuống đường dưới quá nhiều Mid xuất hiện tại khu đường giữa để bảo kê cho Aatrox nếu như Pantheon có di chuyển ra Mid solo đằng mid, sub, solo đằng sub và Kai Sa quyết định bỏ lên di chuyển ra tấn công Pantheon Pantheon yếu rồi, lách quy một đến từ Pantheon và lên bảng điểm số Mạng dành cho Kai Sa Sau đó tiếp tục có đánh nhau, rách ở đâu xuất hiện ở khu đường giữa thế này Rách thu đường khu đứng trên con quen và sau đó thì xuất hiện bất ngờ với tình huống ramin đột biến nhưng uh, cũng không làm khó được Aatrox. Lúc này không còn dừng để farm nữa rồi. Và món trang bị đầu tiên mà Châu Di hướng tới là một cái mãng xả kích, một trang bị có sát lực và cũng có được khả năng tái tạo đòn đánh rất là tốt. Tốc hành tàng hình lao lên EQ dồn sát thương tính toán sát thương cực kỳ tốt tới từ Châu Di. Nhìn thấy Katarina đang bị cô lập và biết lượng sát thương của mình là đủ với một cái mãng xà kích, một cái trường kiếm và một cái dao hung tàn. Và lao lên đủ sát thương thật anh em ạ. Nhìn cái tình huống vừa rồi mà dám lao ra để giết đối phương solo kill như thế thì cũng phải nể cái khả năng tính sát thương đến từ châu gì đấy nha. Tôi cảm giác là không đủ đam ấy. Nhưng mà ra làm cái rẹt mà phát đi nguyên cây con nửa cây kata luôn. Tôi sợ là bị thiếu đam anh em Hoặc là kata nó sẽ e nó chạy á Nhưng mà không ngờ lại là đủ đam <laughs> Một mạng hạ gục nữa dành cho Châu Duy trong ván này Rồng thì bỏ hết anh em nhé Tầm này lưu sườn dưới bot như thế thì Không nên xuống rồng Xuống là rồng không có Mà nhiều khi mạng cũng không còn đâu anh em ạ Tiếp tục full clear vì dừng cánh trên hồi rồi Bùa xanh, cóc và sau đó đến sói Nhưng mà full clear xong là sẽ không còn nhiều rừng để farm đâu anh em ơi Ván này là các bạn thấy là con Khazik này còn chưa bước quá nửa sông được Chưa thể di chuyển quá nửa sông với Cái áp lực đi đường đến từ bộ đôi đường dưới đối phương Cùng lắm là ra đến bãi sâu không Sau đó giật về rừng nhà mình farm tiếp thôi Trụ đường dưới không còn nhiều máu Đối phương sẽ là trụ trước người sau Big ranh lại bị tấn công và rừng đối phương lại có mặt rồi sau đó là một pha fake check tới từ Pantheon, nhưng mà Pantheon nó có khả năng sóc, chống sốc sát thương rất là tốt nhờ cái Kỹ năng dựng khiên của nó à, Thôi farm ha Rồi full kia xong là không có gì làm nữa anh em Bại quay rừng tiếp theo nó còn tới 90 giây mới hồi Và với 90 giây hồi Của bại quay rừng tiếp theo thì trong khoảng thời gian này Sẽ không có gì để làm Không có gì để farm Chạy lên cánh trên với mục tiêu lớn là một con sứ giả Ít nhất là ở tại khu cánh trên thì có một con quen Đang thắng kẻo Còn việc sang cướp rừng đối phương là điều Cần phải hết sức tính toán Đây là một pha Lucian đi lạc đi quá cao Một pha W ăn mạng shutdown từ xa đến từ châu gì những xạ thủ mùa 14 ra mít Những cái tên như thế này rất dễ chết Cực kỳ dễ chết Và đánh cùng với những các sát thủ như là Kha'Zix Thì Lucian kể cả đi đường có xanh Thì nó cũng là một con tướng lên toàn đồ đam thôi anh em Nên là vừa rồi Châu Di đã Can thiệp đường giữa với một mạng shutdown Rất giá trị của xạ thủ đối phương Giàu rồi anh em à Nhìn ra những cái tình huống bắt lẻ Cực kỳ hay luôn như pha đấy thì nhiều người sẽ bấm B về vì cái vòng rừng xuống canh dưới nó không có gì để làm thì thường là sẽ về. Một Châu gì thì cam trước cả Lucian ra luôn Ra trước Lucian đứng chờ sẵn Và chờ Lucian xuất hiện một phát là tàng hình lao lên Gặt cá nhẹ luôn anh em ạ Vay nợ cái quốc chim Một cái cung xanh và một cái quốc chim Rồi rừng đã ra rồi ha Tiếp tục vòng rừng tiếp theo hay là đường trên đang có đánh nhau rồi Đường trên có đánh nhau chắc là phải can thiệp đường trên thôi Vigo tốc biến bắt choáng các kiểu và quen cực yếu Quen lên bảng đếm số với mạng dành cho Vigo Khazik của Châu Di có chiêu cuối kích tốc hành từ nhà đến trường Big Rank có bắt đầu lao lên tốc hành tàng hình lao lên e vào một mạng cho Châu Di tiếp tục tàng hình rách cắm mắt nhảy vào nện cố gắng rút lui nhưng không chạy được Double kill dành cho Khazik của Châu Di Tiện đường thì dọn đợt lính khu đường trên với mãng xà kích và gọi luôn con sứ giả để gỡ trụ Trụ bot là trụ một toàn bản đồ dành cho bên phía của team 2 nhưng có Kata ở đây nha Nhưng mà sau cuộc đến từ sứ giả thì các bạn biết là nó sẽ có một lớp giáp ảo Kata vẫn lao vào ăn một quy 500 sát thương Kata lao vào với bông sen tử thần Phóng một cái quy cực kỳ nhanh tay Và Châu Duy đã bị sắt đào với 950 tiền dành cho Katarina Rồi không đủ kháng phép để đối đầu cùng với một Katarina Và Kata đã có được giấy pháp sư cùng với một cái nanh Nashor Sát thương đối phương là đủ cho tình huống vừa rồi Trời sập xuống đến từ Pantheon, Pantheon W vào dựng khiên lên Rách lao vào Kai'Sa cố gắng dùng chiêu cuối để gỡ được một mạng Nhưng sau đó cũng nằm xuống chung với Người chơi hỗ trợ của mình còn đứng trên thì Atrox thiếu mất một ít sát thương để lấy mạng Katarina mất rồi Và sẽ có những người backup phía sau Katarina nên Atrox quyết định rút lui Pháp lính an toàn mà thôi Một lần nằm xuống mất một mạng shutdown 1 nghìn tiền đấy anh em ạ 950 Chị tiền dành cho Katarina nha Virgo đang cướp rừng ở khu bùa đỏ Còn Châu Di sẽ tiếp tục lên đường trên với những cái vòng rừng từ trên xuống Thì những bãi quái rừng nó sẽ hồi lại Cũng theo thứ tự từ bãi cóc tới bãi sói thôi anh em Cấp độ 12 đã có dành cho Kha'Zix của Châu G. trước đó cấp độ 11 thì tiến hóa vào chú cuối ha. Và các bạn thấy là đánh lên mức rank cao như thế này thì cái lúc bi nó sẽ trở nên cực kỳ căng thẳng. Quyết định xuống dưới báo thủ Katarina. Hai con sát thủ này mà va vào nhau thì con nào chơi trước có đấy là bố thôi. Một pha fake chết có thể khiến cho Kata lên bảng điểm số rất nhanh với dạng cô lập thì quy của Kha'Zix hồi cực kỳ lẹ và nó sẽ có những tình huống dồn sát thương nhanh với hai lượt quy. Mà hai lượt quy cô lập thì tôi nghĩ là Kata sẽ gãy Với sức chống chịu tương đối ít ỏi Đường giữa đang có đánh nhau rồi Không biết ở đây có tầm nhìn hay không ha Bật máy quét không Di chuyển quét mắt và bắt lẻ Lucian Nếu mà Lucian đi lạc Nhưng pha kích máy quét thấy Lucian rồi đánh uh, Quy đánh tay đứt, đồ, 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 Mãng xà kích các kiểu dễ chưa Một quy một đánh tay một mãng xà kích Thế là Một mạng <laughs> Tôi bảo mà xạ thủ mùa này cút chắc luôn anh em xạ thủ mùa này kể cả lucian đi đường rất hay anh em nhé đè là đè nát cái len của kaisa cùng với big Krang luôn nhưng mà chết thì vẫn chết thôi gặp những sát thủ như là katarina hay là kazik thì nó làm một đường cơ bản là cút à có dòng nguyên tố đầu tiên dành bên phía của team châu sau đó quyết định đứng cao một con rách Rách di chuyển phay trách nhưng đối phương nhấp nhả liên tục Như đối phương có tầm nhìn đấy sao nhở tôi, tôi nghĩ là đối phương chưa không có tầm nhìn đâu bởi vì bật máy quét rồi mà Nhưng mà khả năng cao là rách cũng đã đánh hơi thấy cái mùi gì đó nó không thơm Nên là quyết định là không di chuyển phay trách trong pha vừa rồi Chứ nếu mà phay trách là bị con Kha'Zix này nó cắt cũng đi đó Đấu sĩ rách chỉ số chống chịu không hề nhỏ nhưng mà nếu như đối mặt cùng với một con Kha'Zix ngần này trang bị sát lực thì bị cô lập nó cắt cũng đi à? tiếp tục di chuyển lên cánh trên tìm kiếm mục tiêu bắt lẻ tiếp đã có một cái trượng một cái thư phục hận ở món trang bị thứ hai nên thư phục hận khá là sớm ha sau đó thì dừng lại hồi lại rồi lại full clear xong cua trên thì lại full clear từ trên xuống thôi với cái tốc độ dọn rừng bây giờ cũng là tương đối nhanh thì khoảng trống sẽ có nhiều hơn để kiểm soát các mục tiêu hoặc là đi ganh các khu vực đường khác thì khoảng trống tầm khoảng chừng một phút rưỡi nó sẽ được châu di tận dụng làm cái gì đường trên đang có đánh nhau và đó là một cú chạy sập lên khu đường trên a yếu lắm rồi mất tốc biến và sau đó thì có dịch chuyển cover đến từ đồng đội nhưng mà wen tp xuống nhiều khi là chết chung ạ a cố gắng hồi máu lại từ giá thiên lý nhưng nó là quá ít wen cũng gãy rất nhanh với lượng sát thương đến từ kata trụ đã mất người cũng không còn và bộ đôi đường dưới cố gắng gỡ mạng gỡ được mạng của jack nhưng bitcoin cũng gãy rồi tốc biến kéo trượt tới từ viego sau khi nhặt xác của bitcoin lên và đối phương đánh cũng rất là cầm chừng vì biết rằng Khazic đang có thể ở phía sau kai cho tình huống này không cố dướn đến từ phía team 2 sau khi đã có được một tình huống trao đổi cực kỳ thành công. Ê, một rách đổi được ba mạng và có thêm cả trụ một đường trên nữa. Nhưng đối phương ăn Baron không nhỉ? Đối phương không ăn Baron luôn anh em ạ. Đánh có lợi thế sau đó thì biết điểm dừng và rút lui. Không cho đối phương có cơ hội gỡ. Chứ nếu như pha vừa rồi mà bạn tưởng tượng là ở lại ăn Baron là con Khazix nó làm hết đó. Khó chịu chưa? Kata EW và sau đó thì Kata lao vào. Quy đánh tay W trượt rồi. Tiếp tục mãng xà kích và thêm một cú Quy nữa. Kaisa bị thiêu đốt nhưng sát thương thiêu đốt của Kata là không đủ trong tình huống này Tiếp tục tàng hình có ý định quay ngược trở lại giết Lucian đấy à Nhưng mà thôi Pantheon ở kế bên nó W vào một phát là Lucian nó bắn con Kha'Zix tầm 1.000 máu này gãy nửa nốt nhà. <laughs> <laughs> Lucian xanh đấy anh em nhé Mặc dù là nó cũng rất là dễ giết nhưng mà Nếu như nó có người cover thì Kha'Zix của Châu Di sẽ không vào nổi vì bị trả sát thương là bật ngửa ngay kéo đến từ bích rank pan theo dựng khiên tốc biến bỏ chạy với một chấm máu wen đang cắt kéo liên tục sát thương đến từ wen là chưa đủ với lượt chiêu cuối thứ ba rách dịch chuyển xuống viego cùng với Lucian kết liễu thành công được wen châu gì ở phía sau nhưng không có chiêu cuối cắt một cái quy chưa kịp quy thì đối phương đã rờ chạy mất rồi lại chết thêm một đấu sĩ wen nữa bật máy quét xem là có ai đang nhấp nhả ở đây không đối phương cắm mắt xuống và châu gì bắt buộc phải rút lui tạm thời tốc hành tàng hình lao lên đánh tay quy đối phương tốc biến chạy e theo một mạng nữa dành cho châu gì mạng thứ 9 cho con kha này rồi nhưng rách thì nó có đủ sự cơ động để rút lui và quyết định của Châu Duy là không truy đuổi nữa. Kiểm soát thành công một con cua hư không cánh dưới sau đó thì về farm bồ đỏ ha. Bồ đỏ bãi chim cùng với các bạn quay rừng tại rừng cánh trên đều đã hồi rồi. Đó, các bạn làm gì làm cứ tầm uh... 3 phút thì quay lại farm rừng anh em ơi. Đây là cái nguồn tài nguyên giúp cho Khazik của Châu Duy có được cái lượng chỉ số farm theo thời gian rất là tốt. Đảm bảo lượng kinh nghiệm. Và kinh nghiệm nó sẽ đi kèm cùng với một lượng vàng từ bãi quái, bãi quái rừng Và tất nhiên rồi Chúng ta đã rất là mong chờ vào cấp độ 16 của Châu mươi <laughs> 22 phút, 23 phút cấp độ 15 rồi Sắp cấp 16 rồi đó anh em Sắp được xem gọi là những pha <laughs> Đáp 100 rồi đó Nhưng con mắt kiểm soát này cũng không biết là nó có phát hiện ra Con mắt đối phương cắm ở bụi cỏ này hay không nữa Con mắt kiểm soát này cái tầm hoạt động của nó rất là có giới hạn anh em nhá Nhưng khi đối phương cắm mắt ở đây này anh em này Là con mắt kiểm soát này không thấy đâu nhá hồi chiều tôi xem messi là cắm mắt ở đây mà con mắt ở đây đối phương cũng không thấy luôn bụi cỏ nó cực kỳ rộng rồi nên là cắm mắt cũng cần phải hết sức cẩn thận và pha vừa rồi đứng dình như vậy là cũng không đảm bảo là mình có bị lộ ý chí hay không nên là pan theo nó cũng vừa hết flash xuống nó thấy rồi nên là thôi té thôi về bổ sung trang bị với kiếm mà pha face check thì châu Di đang xem phim đứng dưới đối phương ập vào với một cú choáng đám không Đam không anh em ạ à. Bây giờ Liên minh huyền thoại nó thành game gọi là game one rồi Toàn là những con tướng nhiều đam và chỉ cần lơ đi một nhịp là gãy Đây là một pha bị bắt lẻ mà có thể dẫn tới mất Baron đấy anh em nhé Đồng đội cánh dưới liệu rằng có bắt được con rồng này hay không tôi nghĩ giao tranh 3 đánh 5 nó có vẻ là hơi no hope Nhưng mà Aatrox, Gwen và Kai'Sa vẫn đang có định muốn thử cắm mắt kiểm soát ra Combo Q rất tốt tới từ Aatrox chiến binh tận thế lên nhưng mà đối phương dựng khiên mất rồi Q3 sau đó thì Kata tạm thời giờ ra một nhịp với thanh trừng trả lại và Kata bơi vào phải là hơi sâu Kata gãy rồi Lucian yếu Lucian gãy luôn Nhưng mà Kaisa cũng đang phải một đánh ba Và sau đó thì Kaisa có mạng trước khi tốc biến đi Thoát khỏi xình xích tới từ con Viego nhặt xác của chóc Lại từ nhà đến trường này thì có phải là hơi khó Rách bung cả tốc biến lấy mạng của xã thủ đối phương luôn những ít nhất là pha xử lý 3 đánh 5 vừa rồi là rất tốt từ, từ team di để cản đi pha Baron đến từ bên phía của team 2. Bitcrank cố gắng kéo đối phương lại trong lúc bị đối phương tấn công và sau đó là một mạng dành cho Bitcrank. Tàng hình lao lên trừng phạt làm chậm quy 698 89 sát thương Mà mất sai không quy được rồi Không sao Vẫn truy đuổi và thực hiện một cú quy để quét sạch bên phía của team 2 Chưa mất Baron Đồng đội đã sửa sai cho Châu Di và cũng đã gỡ được cực kỳ nhiều mạng Với tình huống quét sạch này thì thực ra team Châu Di cũng Có thể gọi là cân bằng về mạng của phía đối phương 25 so với 26 Dòng cánh giới vẫn còn và thực ra một khá dịch tiến hóa quy xử lý dòng là cực kỳ dễ nhưng cũng cần biết di chuyển để lấy tầm nhìn trước đã nha Ăn nhanh rồi về anh em ơi Làm nhẹ con cua uh, cu hư không này trước đã Thấy ba thành viên đối phương có mặt Không ăn kịp rồi Đang mâm me một ý định là ăn trụ đường giữa đối phương Nhưng mà giải quyết xong con mắt vừa rồi có cấp độ 16 Kéo rất tốt và EQE -e sang tìm kiếm Lucian với một tình huống kích Yumu hay không Tốc hành lên bị đối phương kiệt sức bị giảm tương đối nhiều sát thương Và có Viego bắt choáng vào sau đó thì tàng hình bỏ chạy Tiếp tục quay ngược trở lại né tuyệt mệnh và cắt một cú quy 809 sát thương dứt điểm thành công xạ thủ đối phương như Kata có mặt hỏng rồi eh, Hơi tối tầm nhìn và Kata xuất hiện lúc nào không hay A chóc quy 2 trúng Viego tốc biến đấm móc để bồi thêm một cú quy 3 đến A chóc chăng Jack và bắt choáng rất tốt Giao tranh cực kỳ loạn diễn ra kéo trượt Gwen đang cắt kéo để cover xạ thủ Kai'Sa xa tàng hình bỏ chạy thành công và Jack sẽ là người nằm lại mà pha này không, không bên nào bị quét sạch nữa cả Nhưng mà sau đó thì uh, team Di vẫn có được lợi thế với tình huống kiểm soát thành công dòng nguyên tố cùng với giao tranh đổi mạng cũng là rất tốt đặc biệt là tình huống xử lý cực kỳ khéo của Joji nha vừa dùng cú chiêu cuối quanh ngược trở lại né tuyệt mệnh Viego vừa kết liễu thêm Lucian và đây là sự khó chịu của một Khazik tiến hóa R nó tàng hình tới 3 lần mỗi lần tàng hình nó đều có khả năng tiếp cận rất là tốt với kiếm Mayumu với tốc hành và khi nó tiếp cận được những con như Lucian thì các bạn thấy rồi kiệt sức cũng bị nhận một lượng sức tương rất là lớn còn trong trường hợp không có kiệt sức là con Lucian nó còn chết nhanh nữa Nguyệt đao là món trang bị thứ tư trong kho đồ của Châu Di Cùng với đó đang là một cái mũi khoan Cùng xem xem là với mũi khoan thì Châu Di sẽ hướng tới món trang bị nào Dành cho Kha'Zix ở món trang bị cuối cùng nha Big Krang đang cố gắng kéo và tấn công vị trí của Pantheon Pantheon đang rút lui với các loạt thanh trừng cover đến từ Lucian là rất tốt Nhưng mà nếu như ai đó ở phía bên kia bị kéo lại Với một con Kha'Zix đứng kế bên của Big Krang nữa thì là nhiều khi bị đấm móc chết luôn anh em nhé bấm bề về rất hớ hênh và đó là một mạng dành cho khán của châu gì với quy rất nhiều sát thương và sau đó quyết định kêu gọi một tình huống ép baron nhưng mà đối phương vẫn còn dừng nha nếu như quy trừng phạt thì nó sẽ được khoảng chừng bao nhiêu sát thương đấy sáu trăm chín mươi ba cùng với một nghìn hai quy trừng phạt là có thể dồn sát thương tốt hơn đúng là như vậy châu gì là người giữ được baron và sau đó thì tiếp tục cắt quy e chạy kata có mạng hàng gục sau đó tốc biến bỏ chạy kai sa r à. theo confirm mạng tốt nhưng giao tranh thì có vẻ là hơi toang thì phải Gwen đang bị tấn công, bị thả diều bởi Lucian và lên bảng Kai'Sa là người duy nhất còn lại bút Baron trong tình huống này nhưng không biết có về được hay không uh, Kha giáo thiên ly ở món trang bị cuối cùng à Hết Baron bút luôn rồi Bây giờ Khazix cũng lên giáo thiên ly hả anh em <laughs> Cảm giác là Trang bị đấu sĩ này cũng ngon ha Nó có thêm một chút khả năng phục hồi bên cạnh cái khả năng phục hồi từ cái gai hư không của Khazix và nó sẽ cho Kha'Zix thêm một lượng máu khá khá vì đây dù sao nó cũng là một đồ đấu sĩ. Căng nợ, ván đấu rất căng sau 28 phút thì đang là một thế trận nó có phần nhỉnh hơn cho bên phía team 2. Mặc dù là họ không thua họ không hơn quá nhiều về mạng nhưng mà họ lại có lực lượng công trình tuyến ngoài rất là tốt. Vừa rồi Jax đứng trên đã tấn công và có được trụ thứ 5 cho bên phía của team 2. Team của Châu gì mới chỉ có được hai trụ mà thôi. Đang có người cướp bùa đỏ, Lucian cướp bùa đỏ của ai đây bạn? Sai lầm <laughs> Sai lầm tuổi trẻ Tàng hình lao lên cắt cái nhẹ Lô đi nguyên cây Không có kiệt sức thì chết chắc Chết rất nhanh là đằng khác Và các bạn thấy là cái mãng xà kích này Nó là một trang bị kích hoạt Nên là trên đường bay của kỹ năng E Thì uh, Khazix có thể kích hoạt được nó uh, Tương tự giống cái quy ha Trên đường E thì các bạn vẫn có thể quy được Với con Khazix này Và trước đấy ở cấp độ 16 ở tại khu sông dưới giao tranh thì các bạn đã thấy những pha double trăm của Châu Di rồi. Tiếp tục di chuyển quét mắt. Vì đừng giữa đối phương còn trụ nên là thường xuyên sẽ có những người di chuyển ở những cái vị trí gần với khu sông trên tàng hình lao lên. đối phương e chạy rất nhanh mất rồi. Pantheon có mặt tiếp tục tàng hình chui vào bụi cỏ. Và sau đó thì tấn công Katarina để đổi mã hay trang đây. E vào dồn sát thương với mãng xà kích sau đó e ra. Kata có nằm mơ không nghĩ là con Kha'Zix nó ở lại trong tiếng vừa rồi sau đó kích tốc hành té thôi đánh rất khó chịu với những tình huống ra vào giao tranh khi đã tiến hóa e đánh chụp giật như vậy là bắt lẻ cực kỳ hiệu quả mặc dù quen nằm xuống nhưng châu lại gỡ được mạng của katarina nhưng mà không biết lý do vì sao mà con kata lại có thể solo thắng được con quen nhở ảo ấy kata mùa này mạnh anh em ạ tôi để ý là ở tại máy chủ hàn quốc thì đang có những cái boy one kata họ leo top sách đấu rất là ghê có vẻ như đây là thời điểm mà kata ap đang lên ngôi tàng hình vòng ra phía sau đường đối phương Lucian vừa mất truy cùng diệt tận tàng hình tiếp tục lao lên Lucian đang bị tấn công không bị cô lập nhưng Lucian mất máu là quá nhiều e vào e chạy nhưng sau đó thì gặp ngay Viego và Jack ở đây cứu à, ở đâu ra hai thằng này ở dưới này đây nhưng có vẻ đồng đội sẽ ra thanh thắng vì Lucian và Pantheon cùng đã chết rồi cái vào tấn công tay đối với Viego Viego gãy phía bên kia thì Jack một mình đơn thương độc mã tốc biến đổi tốc biến Kai'Sa xa tốc biến cực kỳ hay khi biết rằng đối phương sẽ áp sát và rách mất tốc biến không choáng được thì đi mà thôi quét sạch cho team châu gì <laughs> chỉ, chỉ tôi còn katarina bây là, bây là bây người bây vừa bị hạ gục ở khu đứng trên hồi sinh đi ra mà thôi và con dòng nguyên tố này sẽ thuộc về phía của team châu gì trừ khi kata có một tình huống một cân bốn với mũ phù thủy nhưng tôi nghĩ không được kata bơi vào bị con big rank nó cc một nhịp là chết Come back, come back, come back. Bán giày lên găng tay băng giá à? Uhm. Ừ. <laughs> Uh, gươm thức thời bởi vì đối phương nhiều đam quá nên là châu gì cũng có những cái suy nghĩ là phải lên thêm một tí gì đấy đồ là đồ gia tăng thêm cái khả năng chống chịu ấy nhưng mà mình nghĩ là cái lượng máu hiện tại từ cái giáo thiên ly cùng với khả năng phục hồi từ giáo thiên ly mình nghĩ là cũng tạm tạm rồi ha chắc là không cần phải lên thêm đồ chống chịu đâu anh em ơi lên cái gươm thức thời đây là một trang bị cộng sát lực rất là tốt dành cho một kha dích và nó có sẽ có cái nội tại là cộng sát lực ngoài giao tranh lượng sát lực đó sẽ tồn tại trong vòng 3 giây khi các bạn bước vào giao tranh với tương đối phương và khi bước vào giao tranh trong 3 giây đấy mà các bạn tận dụng tốt cái bộ kỹ năng Khazik thì nó cũng là một lượng sát lực giúp cho cái lượng sát thương đầu ra của Khazik nó tốt hơn rất là nhiều rồi. Và sau đấy thì nhiều khi không cần nữa. Mất cái nội tại nó không sao. Về mua dược phẩm ha. Cùng xem xem là Khazik 6 món của Châu Di sẽ có cái lượng sát thương như thế nào để gánh tim. Cái trục trụ đường giữa đối phương đã nằm xuống tới hai trụ là cái bản đồ nó cũng đã thoáng ra tương đối nhiều dành cho bên phía của team Châu Di rồi đang có người nào đó ăn chim tốc hành tàng hình lao vào Lucian đúng không Lucian không bị cô lập nhưng cũng chết rất nhanh và đó là một pha e ra kata đứng kế bên và cũng bị ăn miệng chai thì phải chúng ta hãy cùng nhìn lại tình huống xử lý của châu di anh em nhé tốc hành tàng hình kata đứng kế bên đánh tay với giáo thiên ly trừng phạt quy sau đó kích mãng sản kích và e ra và kata đứng kế bên mất nửa cây ạ vì đối phương không bị cô lập nên là quy hồi rất là lâu không có quy hai để giải quyết nhanh cái mạng của katarina viego có định quay người trở lại à bạn chắc chưa đang bị cô lập nha bị cô lập Kha'Zix nó cắt trong quy mất tầm nửa cây là thấy thốn liền xạ thủ mùa này cực kỳ khó chơi đặc biệt là khi gặp những sát thủ chơi hay như thế này bắt lẻ thành công xạ thủ đối phương trong lúc mà Lucien đang ăn bãi chim rất chiêu tự nhiên có một kha nó vòng ra với cái tốc độ rất nhanh và nó, nó hết tàng hình cái nó, nó dồn sát thương liền là e quy nhưng không có mạng rồi chưa đủ đam cuối cùng đối phương cũng đã chết lại hồi lại E và lại có chiêu cuối trở lại Chiêu cuối hồi cũng là rất nhanh mà không cần phải Không cần phải lên cánh nguyên tố luôn anh em nhé Một pha tàng hình lao đến từ Viego Nhưng mà ai mới là sát thủ ở đây Tiếp tục E vào nhưng mà E nông nha Không E quá sâu Sau đó thì tiếp tục nhảy múa trong nhà trình đối phương Lucien cố gắng thanh trình, thanh trừng và sau đó thì... Ôi, bị kiệt sức rồi! Vừa e một cái là ăn cái kiệt sức của Lucian Nhưng mà sau đó đồng đội gỡ mạng được hay không Đồng đội bắt đầu càn lên tấn công đối phương Trong nhà chính đối phương luôn Nhưng mà không đủ đam rồi Lucian đang có thể quay ngược trở lại trả sát thương Một trụ bảo vệ là chính nhưng lính đã hết rồi Không end game kịp Đợt lính Mega đã xuất hiện ở khu vực đường giữa Tuy nhiên nó cũng không đủ để có thể kết thúc ban đấu Vì Pantheon đã hồi sinh mất rồi Hơi tiếc là không giết được Lucian và không giết được cả Jack nữa Nên là chưa thể kết thúc ván đấu ngay nhưng mà hai mega cùng với một trụ bảo vệ nhà chính đã là một cái thành công tương đối lớn dành cho bên phía của team Shogi nó sẽ là một cái cách kiểm soát bản đồ tương đối dễ với lợi thế về trụ và lợi thế về thế lính đẩy và sau đó thì nếu như có linh hồn dòng nước nữa thì quá ngon linh hồn dòng nước cùng với baron nó sẽ là những công cụ để giúp cho bên phía của team châu kết thúc ván đấu này nhưng mà một tin vui báo về là lucian vừa mất đi phép bổ trợ kiệt sức và lucian không có kiệt sức thì kể cả các bạn thấy đứng kế bên đồng đội không bị cô lập vẫn cút Vẫn cút Nó đánh tay một đòn với cái giáo thiên ly, sau đó nó xốc sát thường bằng Q với E thôi là uh... Q với Đức, rồi Sau đó nó E ra, thế là bên kia cũng không làm được gì nó cả Kéo trượt rồi, Vikranh kéo trượt và đối phương ngay lập tức lao lên tấn công, Vikranh Wendt đang bị tấn công, quen nhà W ra, bốc hơi cực nhanh rồi e vào dòng sát thương để kiếm mạng gục và hồi e lại nhưng Kata còn đồng hồ hết đồng hồ để sao cắt cái quy quy một mạng cho châu gì phía sau thì đồng đội nằm xuống kéo tốt tới để cô lập một người đó là vị trí của vigo nhưng vigo nhặt sát a trong này nó phải hơi trâu đi phải quên uh... chết mà không kịp rờ luôn anh em ạ may là đang ở cái thế mega anh em nhé may là đang cái thế mega và không có cái đường nào đối phương end game này anh em này đây là lợi điểm của việc có Mega Không có đường lính kết thúc ván đấu dành cho bên phiếu team 2 sau cú quét sạch này Mặc dù thời điểm này cấp độ cũng đều là những cấp độ rất cao và đếm số tầm cả phút rồi Nhưng may là nhà chính đối phương đang bị những đợt lính tiếp cận Nhưng tất nhiên là giao tranh thua là thua Sẽ có những sự thua thiệt, sẽ có những sự mất mát Ở đây sẽ là mất một con Baron Rồng thì không biết là có di chuyển ra để đép kịp hay không Nhưng mà mất Baron là mất đi một cơ hội kết thúc ván đấu rồi không có Baron, đối phương cầm Baron đép ngược trở lại là không end game được đâu nha. Nhưng mà đồng đội có vẻ sẽ ra để đép con rồng nguyên tố này Gwen đang ở khu đường trên nhưng Gwen nhận ra là con rồng này nó vẫn có thể còn để cạnh tranh và Đang chạy thẳng xuống khu vực hang rồng chung với tất cả các thành viên còn lại Mất rồng luôn rồi Mất rồng luôn rồi anh em ấy đối phương ăn cực nhanh và Thời điểm này là thời điểm 36-37 phút thì cái lượng sát thương đến từ đối bên phía team 2 cũng là rất lớn nên đối phương giải quyết con rồng nguyên tố rất nhanh và sau đó sẽ cầm bút baron để đép những cái mega Đối phương đét thành công mega nó hồi lại tầm một phút nữa là game nó về cái thế gọi là cái thế cân bằng luôn đấy anh em khi mà không còn những đợt lính mega để tạo lợi thế trong việc di chuyển ra các mục tiêu lớn nữa thì chắc chắn là những biến số bất lợi cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào oh, nhưng mà châu di sẽ cố gắng để gánh tim với khả năng bắt lẻ của mình tầm này mình phun đồ thì nhường farm cho tim thôi anh em ơi cố gắng cướp tài nguyên và sau đó thì đối phương đang ôn mít với đợt đẩy này thì đối phương sẽ có bút Baron để bấm B về nhanh hơn. Cái lợi điểm của việc có Baron cũng là những tình huống bấm B về nhanh để đọ macro. Đối phương quyết định là không bay race vì ở khu vực đường giữa của team Choji, đợt lính nó vẫn còn tương đối. Và đối phương quyết định đánh ngực trở lại với tình huống về nhà cả năm thành viên Big Rank gãy rồi. Kata có mạng anh em mới té anh em ơi, Kata có mạng nó nhảy liên tục đó. vigo nó cũng nhặt xác lên, nó quẩy liên tục và nó đang nhặt xác con Big Rank ạ. À quyết định tàng hình quay người trở lại xử lý kata một mạng dành cho châu di bị kiệt sức bởi lucian giật ra một nhịp sau đó thì qe e, e quy thì đúng hơn vừa để gây sát thương lucian vừa để thoát khỏi một tình huống đối phương tấn công ngược trở lại a à, đang có bổ quy nhưng mà hơi yếu rồi Sa xà... lao sang kích mạng xa kích và có mạng lại tiếp tục e ra sau đó thì đối phương mất sát tinh thần hết sát tinh thần lucian gãy mạng sát đao tiếp tục nhảy tiếp lại có mạng rồi Viego vẫn còn đó một cái sát tinh thần nhưng hết sát tinh thần thì sao bạn ơi giải quyết nốt mạng của Virgo và kết thúc ván đấu thôi nào. Một pha tranh mà không biết là Kha'Zix này nó gây bao nhiêu sát thương nữa. Một mạng nữa bị cô lập. Quét sạch thành công đối phương và đây sẽ là tình huống kết thúc ván đấu tới từ các thành viên bên phía của team Choji với hai người còn lại. Đó là Kaisa cùng với con Kha'Zix đang sáu món này. Đầu hàng. Kết quả giao tranh cuối cùng thực sự là khả năng xử lý nó ở đẳng cấp rất cao đây anh em Một con Kha'Zix gánh team đích thực đây rồi. Mặc dù là mức rank của di chỉ là kim cương 2 thôi nhưng mà rõ ràng là việc đối đầu cùng với một lobby toàn là cao thủ đại cao thủ. Nó cũng khiến cho game đấu cực kỳ căng và elo ẩn của cái cao này cũng cao đó. Chúng ta sẽ cùng replay lại một chút cái tình huống xử lý cuối cùng của di anh em nhé. Một pha tranh rất là ngặt nghèo khi Big Crank bị bắt trước. Và tất nhiên là khi Big Crank bị bắt trước thì Kata sẽ hồi lại bộ kỹ năng. Mà di nhìn ra cái tình huống giật ngược trở lại giao tranh với cú tàng hình của mình để bắt chết Katarina. Đầu tiên là hạ gục Kata trước. Đây, một pha đối phương dấn lên vì đã có mạng của big Rank. sau đó là một pha chui ở bụi cỏ tàng hình quay ngược trở lại Kata bị cô lập chết rất nhanh lucian kiệt sức sau đó là một pha qe EQ để lấy máu của lucian trước khi giật ra sau đó thì uh, lucian vẫn thả diều rất tốt a cũng không vào được sát thương wen cũng vậy và sau đó tiếp tục tàng hình lao lên pha này thì đang uh, replay chậm cái gì đây là đang phân tích cho fan ha là, tôi đánh, tôi đánh... Ba người đối phương đứng kế bên nhau Aatrox cùng với Gwen cũng đang gặp những khó khăn Trong việc tiếp cận của Lucian này Thì Choji tàng hình ra với một cái tốc hành Còn đủ thời gian đối phương vừa lướt sang Mất sai một phát thôi là Khazix nó nhảy vào Nó kích mãng xà Một con Khazix sáu đồ Nó E vào nó kích mãng xà Mãng xà kích nó cũng là một lượng sát thương rất là lớn anh em nhé Và khi đã có mạng nó lại hồi e nó ra tiếp pha xử lý giao tranh phải gọi là 10 điểm của Châu di Mắc pinh nhất có thể với con Khazix này rồi Và lật lại hoàn toàn một pha giao tranh thua Đây, e sang kích mãng xà kích ha Lucian có giáp thiên thần Nó vừa hồi lại xong E sang đối phương không bị cô lập nha A à, chóc cũng gãy ngay lập tức Chỉ còn lại Kai'Sa và Gwen Và Kai'Sa thực ra là cũng bị ao giao tranh luôn rồi một pha e sang dồn sát thương với mãng xà kích và ngay lập tức có mạng của pantheon sau đó e ra tiếp lucian mất giáp thiên thần và đứng chờ chết mà thôi sau đó thì Gwen cố gắng thả diều đối phương truy đuổi theo Gwen. lucian bị bỏ lại phía sau bị cô lập và lên bảng rách bật phản công giảm đam rồi đấy nhưng con kha này nó quy quá thốn đi và w vừa kịp hồi lại nhưng không cần w để dứt điểm mạng của con rách một mình Vigo với cái giáp thần thần nó cũng không hề đảm bảo là Vigo sẽ sống nổi. Sau khi Vigo chết quả này thì end game là chắc rồi. Vẫn đang replay đi replay lại cái pha giao tranh cuối cùng, một pha giao tranh mà Châu Di đã gánh một lượng sát thương không hề nhỏ. Và ha gục gọi là từng người từng người one by one. Pha e sang này là một pha e sang cực kỳ liều anh em nhá. Đối phương Iron Solary đối phương đứng co cụm với nhau không bị cô lập nhưng mà sáu món rồi anh em không bị cô lập cũng cút rồi à. Sau đó tiếp tục EQ Mặc dù pha tranh cuối cùng này không được xem những pha đắp trăm Nó mang tính chất gọi là biểu diễn nhưng mà Rõ ràng đến thời điểm này thì Còn tâm trí đâu có biểu diễn nữa Với cả những cái tình huống mạng như thế này nó bắt buộc phải là những tình huống ra vào giao tranh rất là cẩn thận đấy Một pha EQ dồn sát thương vào rách mất trắng cây đấy ạ À, cảm ơn anh em rất là nhiều với đã theo dõi một giao án của châu di với tướng tủ kha ở mức rank đại cao thủ gặp một đại cao thủ viego nhưng mà châu di vẫn có thể giải quyết game đấu một cách tương đối mãn nhãn với một con kha đi rừng siêu xanh siêu gánh tim và một pha tim pha tưởng chừng như là bất lợi rất là lớn ở dặn nửa sau ban đấu nhưng mà châu di vẫn có thể lật lại được hẹn gặp lại anh em và những dán khác Trên vào tổ Sư cấp chung anh em nha bye bye.